Chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây chiếc Mi 6 bị rơi vỡ màn hình nhìn rất là tệ như này. Hiện tại di động cao cấp chấm ngang có mọi loại linh kiện trên Mi 6 của quá trình thay thế, sửa chữa bị các bạn khi cần. Các lỗi sự cố cơ bản trên Mi 6 như hỏng màn hình, hỏng loa mic rung chuông đều có sẵn linh kiện thay thế nhanh chính xác từ di động cao cấp chấm ngang. Các lỗi sự cố đều có sẵn phương án sửa chữa cũng như linh kiện thay thế. Riêng đối với phần màn hình cảm ứng của Mi 6, quý các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn, kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết với các bạn. Xin cảm ơn quý các bạn xem video của di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp linh phụ kiện để chỉ nhận thay mới màn hình cho Mi 6 ở đời này.